Hả? Gì cơ? Ồ trời đây, Su, tôi đến đây. Được rồi, này Su, đây là tất cả số tiền Su sô-cô-la tôi có ạ. Ồ, cảm ơn cậu Sammy, nhưng sao cậu lại vội vàng thế? Su, cậu không tin được đâu. Ủa, đó không phải là giấy nhắn của Sam tương lai rồi. Cậu chỉ muốn số tiền Su sô-cô-la đó thôi. Được lắm Su, hay đấy. Sammy, đừng bực thế chứ. Tớ chỉ muốn gợi ý về món đồ thủ công mới thôi mà. Thế là tụi mình sẽ tạo ra cỗ máy thời gian à? Không phải đâu, nhưng cậu sẽ biết ngay thôi. Xin chào cả nhà, sẵn sàng làm món đồ tuyệt vời tiếp theo chưa? Như mọi người thấy đấy, tớ đã tô màu hết những mảnh này rồi. Wow, vậy là tụi mình sẽ tạo một cỗ máy thời gian thật hả? Không, chúng mình sẽ làm một cái máy bán tiền su sô-cô-la tự động. Mà sao cậu lại ám ảnh với cỗ máy thời gian thế nhở? Qua mảnh bìa trong suốt này, chúng mình sẽ thấy tiền su sô-cô-la lăn xuống đấy. Giờ thì hãy dán miếng nhựa vào đây bằng keo nóng nào. Mọi người nhớ nhờ người lớn nhỏ keo giúp nhá. Thừa nhận đi, cỗ máy thời gian là thiết bị hữu ích hàng ngày đấy. Thực ra thì tớ cũng muốn có một cỗ máy thời gian á. Như thế thì tớ có thể làm xong hết các thứ định làm ở quá khứ, hoặc là nhảy tới tương lai để làm đồ thủ công thật nhanh chóng. Tớ không bao giờ có đủ thời gian để hoàn thành hết các dự định cả. Wow, tuyệt quá. Chà, chả trách. Đây nè, tớ mang theo để cậu không quên làm cái gì cả. Cảm ơn Sammy. Một ngày của tớ sẽ cực kỳ năng suất nếu tớ có cỗ máy thời gian. Nha, dù gì, tớ sẽ tìm ra cách hay ho hơn để sử dụng cỗ máy thời gian của riêng tớ đấy. Sao cậu không thích ý tưởng của tớ vậy? Tớ nghĩ đó cũng là phương pháp quản lý thời gian khá hiệu quả đấy chứ. Cậu biết đấy, quay ngược thời gian để rửa chén bát, nghe chẳng có gì hay ho hết. Tớ muốn quay ngược thời gian để ăn mứt Nutella mãi thôi. Khoan, làm sao mà cậu ăn mứt Nutella mãi được? Nghĩ đi nha, cậu ăn xong một lọ mứt Nutella, rồi quay ngược lại vài phút trước, thế là cái lọ lại đây rồi. Mọi người hãy thích video này nếu cũng muốn ăn mứt Nutella mãi nhá. Cơ mà cậu phải chuẩn bị thật cẩn thận để du hành vũ trụ đấy. Dù ai cũng nói thế cả, nhưng có gì mà khó chứ, cứ bước vào rồi đi thôi. Xem du hành thời gian đơn giản như thì đánh răng vậy luôn hả? Được rồi, chúng mình đã làm một miếng chặn ở cánh cửa nhỏ này. Chúng mình sẽ cần một xu để làm miếng thấp hơn. Cơ mà đi tới tương lai khi răng của cậu sạch sẽ nghe hay đấy chứ nhờ. Thế là cậu có thể làm cho răng bẩn tiếp bằng su sô-cô-la nữa chứ gì. Còn cả bánh quy Oreo, mứt Nutella, kem bánh quế. Bản danh sách dài ghê đó trời. Nhẹo sốt, vụn sô-cô-la, vụn mật ong. Nhờ bộ phận chuyển động được này, các đồng xu sô-cô-la sẽ rơi vào cái máy. Như thế này đấy. Hay không nè? Mì spaghetti, phô mai, con bò cười, bánh quy giòn. Sammy làm ơn dừng lại. Chịu, tớ thích tất cả các món trên đời. Cánh cửa của máy bán hàng tự động sẽ hoạt động nhờ những dây chun cao su này. Wow, trông như cổng thời gian vậy đó. Thế cậu từng vào cổng thời gian rồi hả Sammy? Sao cậu không dẫn tớ đi chung hả? Cậu không cần phải nhìn thấy cổng thời gian rồi mà biết nó trông như thế nào đâu. Chỉ cần xem phim nhiều như tớ thôi. Cậu đúng là dân chuyên ở khoản này đấy. Chứ sao. Đây là cách cánh cửa hoạt động, nó sẽ đẩy tiền su sô-cô-la thẳng vào máy. Chịu, tớ không biết là cậu thích câu cá. Cậu nói gì thế hả Sammy? Tớ cực mê thời trang, cậu biết mà. Tớ chả có thời gian để đi câu cá đâu. Tớ dùng dây này để làm thủ công mà. Nhờ nó thì chúng ta mới có thể di chuyển cánh cửa mới vừa làm đó. Đi câu vui lắm ha, quăng cần câu này, rồi ngồi trên một hòn đá ngắm hoàng hôn. Đúng thế, mình sẽ chẳng nhận ra là thời gian đã trôi qua luôn. Puff. Cắt luôn cả phần dư ra của que gỗ nha. Rồi cố định lại chỗ này bằng keo nha. Phần giúp tiền xu rơi xuống vậy là xong rồi mọi người ơi. Được rồi, trong khi xem cứ mơ mộng về chuyện câu cá thì chúng mình sẽ làm phần thân cho cái máy bán hàng tự động này. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới nha mọi người. Sammy, cậu đã làm cái mảnh nãy tớ nhờ chưa? Mọi thứ đều nhẹ nhàng, cậu có thể nghe được tiếng sóng vỗ rồi thấy phao câu cá khẽ động đậy. Tớ đoán là xem sắp có một sở thích mới rồi đấy.
Siêu ơi, có biết gì không? Nãy giờ tớ mơ màng và chẳng chú ý đến thời gian luôn đó. Xem nó như là du hành thời gian đi. Mọi người ơi, xem mình đã làm xong tay cầm rất đẹp cho cái máy rồi nè. Vào đây nha. Cơ chế mà chúng mình đang làm sẽ đẩy tiền xu sô-cô-la vào máy. Kỳ lạ thật, đôi khi cậu không nhận ra hàng giờ đã trôi qua, nhưng đôi khi một phút lại dài như vô tận đó. Ừ, đúng thế, điều đó còn phụ thuộc vào thứ cậu đang làm là gì. Ví dụ như vì chúng mình đã làm thủ công nên tớ chẳng để ý thời gian luôn đó. Cũng như khi cậu đang đọc truyện tranh vậy đó. Cậu chỉ cần mở sách ra và boom, cậu tới trang cuối hồi nào chẳng hay. Đó là lý do tại sao sở thích là một thứ rất tuyệt. Tớ thì rất thích làm thủ công và thời trang, nhưng tớ cũng rất muốn làm quen với những điều mới đó, như là câu cá lúc hoàng hôn vậy. Giờ thì chúng mình phải dán bộ phận này vào thân máy thôi. Chú, lần sau chúng mình sẽ chế tạo con máy thời gian nhá. Tớ có vài ý tưởng thiết kế rồi nè. Thiết kế thôi thì không đủ để du hành thời gian đâu. Cắt phần thừa ra thật cẩn thận nè. Nhìn này mọi người, nếu kéo cái dây này thì cơ chế sẽ được kích hoạt. Tuyệt ghê. Sao cậu lại không tin rằng tụi mình sẽ tạo ra được cỗ máy thời gian vĩ đại nhất vậy? Sammy, chúng mình vẫn chưa hoàn thành món đồ này luôn hả? Với cả cậu phải vẽ một bản phác thảo chi tiết của cỗ máy thời gian đã. Một bản phác thảo chi tiết đó, dễ nhăn bánh. Chúng mình đã làm xong phần đế của máy rồi, giờ thì chuyển sang bước tiếp theo thôi. Các bạn ơi, giờ thì chúng mình sẽ tạo ra một cái cần gạt để kích hoạt máy nhá. Hãy nhờ người lớn giúp ở bước này nhé. Này Sammy ơi, cậu có thấy là vẽ phác thảo cho cỗ máy thời gian khó hay là khó chưa? Siêu, cậu lại đánh giá thấp tớ nữa rồi. Tớ đã hoàn thành bản phác thảo cực kỳ tỉ mỉ đấy nha. Wow, nhanh vậy. Thế chúng mình du hành thời gian như thế nào nào? Đơn giản như đang rõ luôn. Nghe thật là hứa hẹn. Nhân tiện thì chúng mình đang làm phần đế của cần gạt để kích hoạt cái máy đó. Được rồi Sammy, cho tớ biết kế hoạch đơn giản và đỉnh cao của cậu đi nào. Chúng mình sẽ cần thật nhiều bánh quế phủ bằng Nutella nè. Ờ, cậu có chắc chắn là tụi mình đang nói về du hành thời gian không vậy? Để tớ nói xong nào. Chúng mình sẽ phủ chúng bằng mứt Nutella. Rồi, quan trọng là chúng mình sẽ đặt một cái máy ảnh kế bên cái đĩa. Ồ, Sammy ơi, khó hiểu quá. Chúng mình vẫn đang nói về việc chế tạo cỗ máy thời gian phải không? Nghe tớ đã nào siêu gì. Chúng mình sẽ dùng máy ảnh để xem bánh quế biến mất vào nơi nào mà nhanh thế. Chúng mình phải dán cần gạt này vào phần thân máy như các bạn ơi. Luồn cần gạt vào sợi dây lúc nãy vào khe hở này, rồi dán phần đế của nó lại. Chưa, cậu còn nhớ kế hoạch không? Đấy là cách chúng ta sẽ tìm ra cách du hành thời gian. Rồi chúng mình sẽ chế tạo cỗ máy thời gian dựa vào đó. Xin lỗi đã làm cậu thất vọng, nhưng bánh quế không du hành thời gian đâu. Hả? Ý cậu là sao? Thế tại sao khi tớ ăn bánh quế thì mới đầu cái đĩa đầy ắp rồi mấy giây sau lại trống trơn vậy hả? Đơn giản mà, cậu thích bánh quế đến mức không nhận ra là mình đã ăn hết cả đĩa luôn đó. Làm gì có, chả thuyết phục thế nào. Tớ thấy là cậu không chú ý gì hết rồi ạ. Này thôi được, dù sao thì cậu cũng phải nghiên cứu thêm nhiều đó. Còn máy bán hàng tự động đã sẵn sàng rồi đấy. Chịu, hãy tớ trang trí thêm chút nha. Ừ, xem được đấy. Ta-da! Sơn thêm mấy họa tiết màu vàng nữa chứ nhờ. Đây. Và đừng quên tiền xu sô-cô-la đó. Chắc chắn rồi xem, cái máy này dành cho đống tiền xu đó mà. Đến lúc làm đầy máy bằng tiền xu sô-cô-la rồi. Ừ, đây chính là phần yêu thích của tớ đó. Xem, giờ thì tất cả đống tiền xu sô-cô-la của cậu đã ở trong cái máy bán hàng tự động đỉnh qua đỉnh này rồi. Máy xong rồi này mọi người ơi, hãy thích và nhấn nút quả chuông nếu các bạn cũng muốn làm món đồ này với chúng mình nhé. Sammy ơi, cậu đã sẵn sàng để nhận đồng xu đầu tiên chưa nè? Sẵn sàng. Thế thì đây, tớ mong là sô-cô-la sẽ giúp cậu nghĩ ra thêm ý tưởng cho dự án cỗ máy thời gian. Oh yeah, siêu, chúng mình sẽ chế tạo cỗ máy thời gian mạnh mẽ nhất. Với cả sô-cô-la cũng giúp tớ thiết kế các trang phục xanh điệu nữa. Tớ cần thêm một đồng xu nữa. Của cậu đây. Nhăn nhăn. Xem cái máy bán hàng tự động tụi mình vừa làm ra này. Hãy thích và đăng một miếng nữa.
Xin lỗi Sammy nhưng tụi mình hết đồng xu rồi. Thấy chưa, tớ đã bảo với cậu là chúng bỏ tớ đi để bay đến tương lai rồi mà. Chứ làm sao mà biến mất nhanh thế được. Tớ phải mau chế tạo cỗ máy thời gian mới được. Sammy, thôi thì hãy tặng các lời thích, đăng ký kênh và nhấn nút quả chuông cho chúng tớ nhé. Tạm biệt.